Vanilla inside soul. Now I'm back from the G-Compass. Sinh ra trong gia đình văn hóa, tính quậy phá đã có từ nhỏ. Bố mẹ đã dạy cho mình cái tính đã quái, cái gì là không từ bỏ. Vốn đẹp trai thông minh, tính tình thoải mái vô cùng. Bởi thế nên gái mới quái, còn mấy thằng ái cứ mãi tôn sùng. Cái đầu sự nghiệp từ năm 13 biết hip hop qua phong trào. Đã chơi là tới chứ không bao giờ chịu thua thằng ba lông nào. Ta không giàu nhưng ta biết cách để chơi hơn người ta. Bởi thế nên nhiều người ghét như chỉ đem thù đứng ở dưới và la hét khóc thét khi thấy bản thân mình thua thiệt. Muốn an ủi dữ lắm nhưng mà sự thật là thua thiệt. Nhiều người cay cú nhưng nhạc mình vẫn hay tuyệt. Sự thật thì mất lòng dòng đời vẫn còn đầy oan nghiệt. Mình biết phải làm gì đây, miệng đời quá là xấu quyệt. Lỡ một ngày ghét mình quá nó đem mình quăng chôm dưới quyệt. Thôi cũng kệ, cứ để các em nó kinh miệt. Mặt mũi không vậy thì đâu còn xứng danh là người Việt. Và đây là Joker, cộng thêm ba mắt. Nhìn khờ khờ bộ bà nghĩ là dễ qua chắc. You just the way start, chung năm ra bắt. Mình trên đỉnh nó còn bạn vẫn còn xa lắm. Bước chân vào game cũng được 2 năm hộ khẩu từ chú từ 0-3. Đúng là mình lựa chứ không sai lầm. Ở đây toàn là bà 80 à. 2-6 hút cờ xa tới 3-7 người nhậu tà tà. Chủ nhật đánh bài cách từng thoải mái. Ở đây tuyệt đúng là nhà. Mà kệ công lý của tụi mình đó là một nơi yên bình. Thuận tiện cho việc ký kết hợp đồng và để chiêu mộ tinh binh. Long Tứ chị Hằng phải bưng cà phê cho tụi mình. Ở đây mình là thượng đế nên phải tập tành khó tính. Người lão tiên sinh là chủ quán là một smoker chuyên nghiệp. Chơi thế loại nào cũng tiếp cần là cuốn không phân biệt. Ông nuôi một con gà chó. Biết đá banh, biết đánh bài, biết đập đá, biết múa ca. Mấy bạn thấy đi rồi mới quậy. Đây là nhà của tụi mình, gọi tắt là khu ghế đồ. Hòn ép ồn ào đầy tiếng động cơ xe cộ. Và đây là nhà của tụi mình, muốn gì là có đó. Chỉ thiếu mỗi một cái thôi, ở đây không có chó.